bảy mươi sáu k anh em ạ. Mình 67k nhá, 67k mình sẽ vào chơi cũng như kiếm tiền trên con game KQ này anh em ạ. Để xem hôm nay vào tài xỉu có may mắn hay không nhá. Anh em nào mà muốn tại game thì link tại game với link nhận code miễn phí mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nhá. Mình vào quất quà tài xem có may mắn hay không. Hy vọng là sẽ may mắn nhá. Được không? Rồi, quá ngon. Quá ngon cho 67k nhá. Anh em tải game xong liên kết số điện thoại sẽ nhận ngay được 6k8. Xong anh em nhấn vào cái link nhận code để nhận code miễn phí nhá. Tải tiếp nhá. 100 thôi chứ nhiều. Hy vọng là cuối tuần này sẽ may mắn anh em. Rồi, đớp tiếp kìa, 16 điểm nhá. Quá ngon thật. 1, 2, tải tiếp nhá. Thêm quả tải nữa cho nó rực rỡ. May mắn hay không? May mắn hay thành công hay thất bại là cũng do tải anh em. Ừ, vãi, quá ngon. Lại đớp nữa kìa, rực rỡ rồi. 1, 2, 3. Thôi bè cầu xỉu xem thế nào nhá. Quả này chắc mình bè cầu xỉu anh em. Hôm nay phá lệ bè cầu xỉu. Cầu thứ 3 xem nó có rực rỡ không. Mãi nhờ ngang nhau nhờ. Đẹp không? Rồi 1, 2, 3 kìa. 6 điểm xỉu nhá. Quá ngon anh ạ. Thôi chắc mình ra vào lại thôi. Vào chơi 4 tay thế là quá rực rỡ rồi. Và bản mới chơi cho nó rực rỡ nhá. Vẫn tài nhá. Bản đầu tài, bản này mình cũng chơi tài luôn. Mình thấy con càng win này càng ngày kiếm tiền càng dễ luôn. Vào càng win này mà non ngày 500 một cú là quá dễ thật. Đấy, ok chưa? Bắt cầu như thế đã ngon chưa nhá? Quá rực rỡ rồi chứ còn gì nữa. Hãy cầu về quá đẹp thật. Hãy trái nhé. Chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Chúc anh em cuối tuần may mắn đại thắng nhá. Quả tài nữa không? Đừ. Cầu về 1-1 cơ. Mày thế nhỉ, mất có 250 này không? 250 lại có cây đen. Bây giờ lại tài thôi chứ còn gì nữa nhỉ? Bãi xỉu đánh quá trời luôn kìa. Thôi mình đánh tài thôi, còn đi 1-1 mà. Bọn này mà không chơi 1-1 là quá sai lầm. Đấy, phải thế chứ. Cái cầu là nó phải thế anh em. Ngọt ngào chưa? Anh em nào mà muốn tại game thì link tại game với link nhận code miễn phí mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nhá. Vẫn 1-1 nhá. May mắn không? Được. Vãi chứ kìa. Lại cầu về cầu tài mới hái chứ nhỉ. Nó bè cầu thứ 3 giống như bàn trước luôn thật. Thôi quả này vẫn tài nhá. Này mình chơi tất tài quả này chắc mình nghỉ luôn anh em ơi. Chơi tất tài quả tài này thắng thua nghỉ nhá. Hãy không nói nhiều. Thắng thua đều nghỉ cả anh em. Không nên chơi lâu quá. Lâu quá rồi này. À đủ, tài nhá. Quá ngon, tròn cầu rực rỡ nhá. Hãy 4 cụ tư kìa. Chắc mình chuồn thôi. Cuối tuần vào vốn 67k bây giờ chốt lái 4 cụ rưỡi. Quá ngon luôn anh em ạ. Hãy cuối tuần chốt lái rực rỡ nhá. Chào anh em.